Xin chào tất cả các huynh. Ngày hôm nay tiểu muội sẽ cùng với các huynh khám phá 3 điểm vô cùng hấp dẫn trong game. Thứ nhất đó là đồ họa 3D hấp dẫn, màu sắc hình ảnh đậm chất kiếm hiệp cùng với skill công phu được đầu tư chắc chắn sẽ làm các huynh vô cùng thích thú. Điểm đáng nói đến thứ hai là tính năng PK hấp dẫn, người chơi có thể tự do thay đổi vũ khí khiến đối thủ không tài nào lường trước được. Và cuối cùng là các hoạt động in-game hấp dẫn chắc chắn sẽ làm các huynh đắm chìm vào thế giới võ lâm xưa.